Chào các bạn, mình là Sơn và trong cái video này thì mình sẽ giải thích một cách ngắn gọn về Transformer và hướng dẫn các bạn cài đặt lại từ đầu nó sử dụng PyTorch. Thì Transformer nó là một cái mô hình học sâu được giới thiệu bởi Google vào năm 2017 và nó đã được ứng dụng rất là nhiều trong các cái tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như là dịch máy, ví dụ như sinh ngôn ngữ, và các bạn có thể thấy những cái ứng dụng của nó, ví dụ như là ChatGPT hay là những cái ứng dụng mà chatbot mà các bạn có thể thấy, đúng không? Đây mình có một cái hình, nó input là một cái tiếng Pháp chẳng hạn, đúng không? Các bạn dịch nó sang tiếng tiếng Anh chẳng hạn đó, thì cái Transformer nó sẽ giúp cho các bạn làm những cái tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên kiểu như thế. Và cái Transformer ấy thì nó có hai phần chính, một là cái phần encoder và hai là cái phần decoder. Thì cái encoder nó xử lý thông tin đầu vào và chuyển đổi nó thành một cái dạng biểu diễn, mà từ đó thì decoder có thể hiểu được, và có thể cái decoder nó có thể tạo ra những cái output dự đoán cho các cái nhiệm vụ tiếp theo dựa trên cái thông tin mà encoder đưa ra. Thì cấu trúc của nó là gồm hai phần như thế, các bạn nhìn có thể nhìn thấy input ở đây này, nó được encoder đúng không? Encoder thì nó sẽ ra một cái output và đưa cho thằng decoder nó hiểu, và nó có thể xuất ra các cái output mà các bạn có thể hiểu được. Thì trong cái decoder, trong cái encoder ấy, thì nó có một cái kiến trúc của nó thì gồm hai phần chính, một là cái cell attention và một cái mạng neuron truyền phụ, gọi là fully connected ấy, một cái mạng truyền thẳng bình thường thôi. Thì nếu mà các bạn học về mạng neuron thì mình đã giải thích về cái mạng truyền thẳng này rồi, đúng không? Cái x1 kia này, hay x2, x3, cái bản chất là cái từ đấy nó đã được embedding nó thành một cái vector rồi, sau đó thì nó mới cho vào cái khối encoder này, đúng không? Đó, thì đây là cái chi tiết hơn về cái kiến trúc của nó thôi. Và bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn về decoder. Bản chất decoder thì cái kiến trúc của nó về cơ bản giống hệt như encoder, nhưng nó làm công việc ngược lại. Ở đây là các bạn có thể thấy cái output của encoder gồm các cái ma trận. Đây, sau khi mà cho vào decoder, nó sẽ đi qua một cái lớp tuyến tính cộng với lại softmax, và nó sẽ ra được cái output cho các bạn. Từ cái vector này biến thành cái output là cái chữ mà các bạn có thể đọc được. Đó là decoder. Thì chi tiết hơn về cái kiến trúc bao gồm encoder và decoder thì nó như sau. Đó là đầu tiên là input embedding này, đúng không? Nó thêm cả cái position encoding, tức là cái mã hóa về vị trí của cái từ đó ở trong câu. Sau đó thì đưa vào các cái lớp gọi là attention, đúng không, cộng với lại mạng truyền thẳng, đó là encoder này. Sau đó thì đến sang cái decoder, đúng không, thì nó cũng đưa vào các cái output embedding này, position encoding này đó, sau đó đưa qua các cái lớp gọi là attention rồi mạng truyền thẳng, rồi sau đó là linear cộng với lại softmax là ra cái output. Thì cái multi-hit attention này nó khác gì với cái attention? Bản chất nó cũng là cái attention bình thường thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cái attention ấy thì nó có ba cái vector là vector value, key và query ở đây này. VKQ ở đây. Đúng không? Nếu bản chất là nó duplicate cái attention bình thường lên thành nhiều lần, thành h lần này. Sau đó thì nó concat lại để nó tạo thành một cái vector cuối cùng, thì nó là một cái cải tiến ở trong cái cơ chế attention để giúp cho các bạn có thể học được từ nhiều những cái biểu diễn. Giả sử như là I love you chẳng hạn, bạn bạn có thể chú ý vào cái từ I hoặc là chú ý vào cái từ you, đúng không? Thì bản chất là nó sẽ tạo ra nhiều các cái biến thể hơn thôi để nó học tốt hơn. Đó là về multi-head attention. Đó, thì cái attention, thế thì tiếp theo là cái attention nó làm gì? Cái attention ấy thì bản chất là bạn có một cái câu, giả sử như đây, the animal didn't cross the street because it was too tired, đúng không? Bản chất là ví dụ như cái từ it ở đây này, nó đại diện cho cái từ animal hay là đại diện cho cái từ street, nó đại diện cho cái đường đấy, hay là đại diện đây một con thú đúng không, đi qua một cái đường đúng không, thì nó cái từ it ở đây nó là cái con động vật này hay là nó là cái đường này. Thì làm rõ ràng nếu mà bạn đọc câu này thì bạn có thể hiểu nó là chỉ động vật đúng không, nhưng mà để mà cái máy nó hiểu được thì các bạn phải đánh trọng số cho những cái từ ở trong cái câu này. Thì attention nó là một cơ chế mà nó đánh trọng số cho các cái
cái từ ở trong câu thôi. Giả sử như ở đây là nó trọng số cho cái từ the animal cao hơn thì nó đậm hơn này. Thế thì cái quy và venue mà nó được sử dụng ở trong cái cơ chế attention, bản chất đây là cái cấu trúc của cái multi-head attention này đúng không? Thì từng thành phần đây là một cái cell attention thì nó sử dụng cái quy KV này, query, key và venue. Thì đây là ba thành phần cốt lõi của cái cơ chế attention, và cơ chế attention hoạt động bằng cách là tính toán điểm số liên quan giữa mỗi cái vector, mỗi mỗi cái query và với tất cả các key. Một cái key thì đại diện cho một cái từ ở trong câu ấy. Để các bạn dễ hiểu hơn ấy, thì khi mà các bạn xem YouTube ấy, thì khi mà các bạn tìm kiếm YouTube, quy ở đây chính là cái văn bản mà các bạn gõ vào trong cái thanh tìm kiếm. Thì dựa trên một cái bộ video, chính là cái key bao gồm tiêu đề và mô tả này. Đó là những cái video ở trong DB của YouTube. Đó. Sau đó thì cái video đấy, cái video mà bạn tìm ra đấy thì chính là cái venue. Thì đó chính là cái quy QKV đúng không? Ừ. Bạn có thể nhìn thấy là cơ chế attention hoạt động một cách tính toán điểm số liên quan, tức là cái score giữa cái câu truy vấn và tất cả các key. Bạn hình dung ra tất cả các key đó là tất cả các từ ở trong cái câu đấy. À, ví dụ I love you chẳng hạn đúng không? Query chính là cái chữ I chẳng hạn đúng không? Bạn sẽ phải đi tính toán score giữa cái chữ I đấy với chính nó này, với chữ nớp này và với chữ you. Mình vừa kết thúc cái lý thuyết của Transformer. Như vậy chốt lại thì transformer nó là cái gì? Transformer nó là một cái mạng neuron. Cái mạng neuron này nó nhận vào một cái input là một cái câu chẳng hạn, và output của nó ra là một cái câu khác, sequence to sequence. Đó. Và nó có hai phần chính, một là encoder, thứ hai là decoder. Và trong các cái thành phần đấy có cái quan trọng nhất đó là cái cell attention. Đó, cái cell attention thì nó dùng cái đống vector là QKV kia. Chốt lại thì nó chỉ là cái mạng neuron thôi. Các bạn hãy học kỹ cái đống video về mạng neuron của mình. Mình có code lại rất kỹ. Ok, video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt lại cái này nhé. Cảm ơn các bạn.